Phương ớt chào các bé. Ở đây chị Phương ớt có hai chiếc xe đua đồ chơi này. Hai chiếc xe đua này chạy bằng dây cót đấy. Chị Phương ớt sẽ kéo chiếc dây cót này nha. Các bé thấy sáng đèn chưa nào? Dây cót thế này, dây cót kéo dài này. Đây là chiếc xe đua màu đỏ đấy. Đuôi xe màu tím này. Phần kính này màu vàng và cái phần đầu xe này thiết kế thì sao húc tung vật cản khác này. Hai bánh xe trước nhỏ và hai bánh sau thì lại rất là lớn. Còn đây lại là một chiếc xe đua khác, xe đua màu xanh lá cây đấy. Phần đằng sau thiết kế màu tím, phần kính cũng màu vàng và hai bánh xe sau cũng lớn hơn hai bánh xe trước này. Nhau ở bãi cát để thi tốc độ với nhau đấy. Bạn xe màu đỏ sẽ đua trước này. Bạn xe màu đỏ đã lao đi đống cát rồi. Đến lượt bạn xe màu xanh. Chưa phần thắng bại đâu nhá. Hãy ngồi nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ thi tiếp được không? Tớ luôn sẵn sàng nếu cậu muốn như vậy. Vậy được, hãy chờ thêm một lúc nữa rồi chúng ta lại thi. Đây sẽ là vạch xuất phát. Chúng ta sẽ thi xem ai đến đích sớm hơn nào. Hai cậu xem màu xanh màu đỏ kia, hai cậu định làm gì ở đây vậy? Chúng tôi có làm gì đâu, chúng tôi chỉ định thi xem ai thắng ai thua mà thôi. Chỗ này không phải là đường đua dành cho hai cậu. Sao vậy anh cảnh sát? Tại sao chúng tôi không được đua tại đây? Đây là khu vực cấm rất nguy hiểm. Thì rất đông người qua lại, nếu hai cậu đua ở đây sẽ gây nguy hiểm cho người khác đấy. Vậy à, tại vì chúng tôi không thể để ý thấy biển báo nên chúng tôi vẫn muốn tiếp tục đua. Tôi đã nói rất nguy hiểm cho người khác mà các cậu không nghe hay sao? Vậy à, thôi được rồi, chúng tôi sẽ đi đến đoạn đường khác để đua vậy. Anh cảnh sát hãy đi làm việc của mình đi nhá. Tôi chỉ yên tâm khi hai cậu rời khỏi đoạn đường này mà thôi. Vậy được, anh cảnh sát hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đi đây.